rồi đó. Ví dụ như nha, là hồi xưa chị đã từng nấu cho chồng chị ăn, thì chồng chị ghét chị thêm nữa. Trời ơi, bây giờ ghét mình thì bây giờ có nghĩa là càng càng nấu ăn thì càng ghét mình. Ủa, chứ mình không làm luôn, mình không nấu ăn. Nhưng mà mình có thể một cái chọn khác là mình nấu cái khác là nấu chồng mình. Bữa tôi đang bún riêu mà sao tôi quen Quỳnh Quỳnh, tôi đang bún riêu, bà bún riêu lại nó anh ơi hai tô của anh 30 ngàn. Tôi nói không. Thôi em bán bún đậu nha. Hôm bữa em gặp một cặp đôi ăn hết hơn 1 triệu bún đậu đó, cặp bạn trai và bạn nữ chia đôi số tiền, em miễn phí luôn. Em miễn phí luôn. Nhưng mà từ đó giờ nó chỉ có, em thấy là chỉ có khái niệm là đàn ông thì mới có cái chuyện tình một đêm thôi, còn phụ nữ thì không bao giờ. Nhưng mà bây giờ là thời đại 4.0 rồi. Người ta đi du lịch một mình để sao rồi. Là trong những lúc người ta cô đơn, người ta cô độc, người ta vật vã với dòng đời, thì người ta đi kiếm một ai đó, nhưng ai đó va vào người ta thì người ta vậy đó. Cái này có tên gọi là bên và chống. Chúng ta sẽ có những chủ đề và hai đội sẽ bốc thăm ngẫu nhiên. Chống thì chúng ta sẽ chống bất chấp, và bên là bên bất chấp. Và thắng hay thua sẽ tùy thuộc vào sự bình chọn của vị khán giả. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề đầu tiên. Xin mời. Phụ nữ thích đi du lịch một mình, dễ có tình một đêm. Ai bên ai chống, xin mời. Tôi thấy cái câu này đúng hoàn toàn. Sao vậy? Bởi vì phụ nữ chúng tôi cũng có quyền lựa chọn những người nào đó hợp với mình. Trời ơi, trời ơi, nghe tiệt. Ủa, mắc cười quá, chúng tôi phải thử để biết là ai là người phù hợp với mình rồi. Cho nên cái chuyện tình một đêm rồi xa ngút ngàn tình một đêm rồi đi mất luôn. Nó bình thường. Không thể chấp nhận cái lời đó được. Đúng rồi. Bởi vì là đàn ông có người tốt, người xấu. Chúng ta không thể thử nhiều quá như vậy được. Người sức khỏe đâu ra mà thử. Em phải để ý cái sức khỏe của chúng ta nữa chứ. Ra thì cái câu này có thể rút ngắn gọn một cái đáp án, đó là duyên. Nếu mà mình có duyên và mình có nợ thì tự nhiên một tình đêm mà trở thành vợ chồng cũng có luôn. Chúng tôi đang gieo duyên. Rất là bình thường. Anh thấy sao anh? Nhưng mà từ đó giờ nó chỉ có, em thấy là chỉ có khái niệm là đàn ông thì mới có cái chuyện tình một đêm thôi, còn phụ nữ thì không bao giờ. Nhưng mà bây giờ là thời đại 4.0 rồi. Người ta đi du lịch một mình để sao rồi. Là trong những lúc người ta cô đơn, người ta cô độc, người ta vật vã với dòng đời, thì người ta đi kiếm một ai đó, nhưng ai đó va vào người ta thì người ta vậy đó. Không, mà giống như em hỏi này, nói là bây giờ nhiều đàn ông thì tình một đêm thì rất là nhiều, còn phụ nữ thì không. Ủa thế mấy trai đó chơi ai vậy? Phụ nữ tam tòng tứ đức. Cho nên làm sao có chuyện tình một đêm với phụ nữ rồi. Không? Dạ đúng rồi, em thấy người ta đi một mình vì người ta cô đơn, người ta lạc lõng thôi, nhưng mà người ta có thú vui khác của người ta, không cần phải tới đàn ông, đúng không mọi người? Trong những lúc người ta cô đơn, người ta cô độc, người ta vật vã với dòng đời, thì người ta đi kiếm một ai đó, nhưng ai đó va vào người ta thì người ta vậy đó. Một phụ nữ mà đi du lịch một mình có nghĩa là người này là rất là mê du lịch. Đúng và rồi. Rất là thích khám phá mấy cái khu vực đó, nó có những cái hay ho gì. Đúng thì rồi. Chẳng lẽ bây giờ người ta mê cái đó mà tự nhiên ra ngoài người ta gặp trai thì nó rất là tào lao. Với lại phụ nữ phải có tình cảm mới đến đúng cái rồi, chuyện đó rồi. Được. Chứ không phải là nhu cầu sinh lý như đàn ông. Chị muốn hỏi nè, dạ. Bình thường nha, mấy đứa con gái á, là về nhà đêm, mà về nhà rất là khuya, thì bình thường gọi cho ai? Gọi cho ba má mình đúng không? Tại vì mình rất là sợ. Mình biết là con gái đi một mình là đã nguy hiểm rồi, thì chẳng lẽ đi du lịch, đi một mình. Em không bao giờ mà còn gặp trai lạ nữa. Ôi, lỡ người ta làm gì mình rồi sao? Thì đó. Ôi, hồi nãy còn sợ nói gieo mầm, tét thử rồi. Lên, em sợ lắm. Ủa, mắc cười quá, chúng tôi phải thử để biết là ai là người phù hợp với mình, đúng không? Cho nên cái chuyện tình một đêm rồi xa ngút ngàn tình một đêm rồi đi mất luôn, nó bình thường. Chúng tôi đang gieo duyên. Trời ơi, lỡ người ta làm gì mình rồi sao? Mời ý kiến riêng của Mia, xin mời cô ạ. Dạ, em sợ lắm. Em sợ lắm.
Chủ đề số 2. Xin mời chủ đề tiếp theo. Đàn ông đề nghị chia đôi tiền khi đi ăn với bạn gái mới là yêu thật lòng. Ai chống ai bên? Đúng. Không đúng, đúng. Đúng, tại vì ông bà ta có câu là đồng vợ đồng chồng tát cạn biển đông, có nghĩa là phải là một nửa người chồng và một nửa người vợ. Khi mà quen nhau, khi mà ăn uống gì cũng phải chia đôi ra để thể hiện cái sự đoàn kết, sự yêu thương nhau. Rõ ràng từ đầu. Đúng rồi. Rồi từ đầu. Đúng rồi, chứ bây giờ mà cái gánh nặng nó đè lên vai người đàn ông, người ta sẽ bị mệt mỏi, người ta sẽ bị chán chường với cuộc sống này. Phụ nữ mới biết chia sẻ đàn ông tất cả mọi thứ về tình cảm, tiền bạc cũng phải vậy luôn. Phải chia 5 năm cho đạch rồi, phải chia 5 năm cho đạch rồi. Tóc anh đang trường 5 năm mà, tóc anh đang trường 5 năm mà, muốn gì chia đôi tiền. Anh nghĩ sao vậy? Phụ nữ tụi em đã là phụ nữ là khổ rồi. Mà cái này là bạn gái chứ không phải là vợ chồng mọi người ơi. Cái này là bạn gái thôi, mới yêu nhau bắt chia tiền, trộn nhỏ mang mang. Nó kỳ lắm luôn, nhỏ không biết làm sao luôn. Tức là mọi người đầu tiên phải cho bọn em được cái cảm giác an toàn. Phụ nữ cần an toàn mà, đúng không? Chưa gì vô chia tiền bác, chia tiền. Trời ơi em sợ không được, bọn em sợ lắm, bọn em yếu đuối lắm. Em ơi cho chị hỏi là bạn trai của em có bao giờ bắt em phải chia đôi trả tiền không? Dạ không có luôn á, anh không trả luôn á, anh không trả luôn. Thanh, để người ta nói như vậy hả? Dùng lại đi em. Không có. Em thấy câu này sao? Có nên như vậy không? Nên. Tại vì em thấy rằng là khi mà người con gái gặp một con trai lỡ yêu họ quá đi, mà lỡ họ không có tiền thì phải làm sao giờ, phải chia thôi chứ. Đúng sao rồi. Giờ em bắt họ đang nghèo mà bắt họ trả tiền, đúng không? Đúng. Đúng, đúng không? Vấn đề đó là vấn đề ở trong cái câu chuyện này. Còn câu chuyện mà em với mẹ thì không bao giờ em để mẹ trả tiền. Không bao giờ em để mẹ. Dẫn lẹo lại. Mới yêu nhau mà đã chia đôi rồi, cưới nhau về bắt trả hết luôn rồi sao? Đúng rồi, cưới nhau về chia đôi cái nhà luôn đó. Thật ra thường á là nếu như mà cũng tùy trường hợp, đúng không? Ví dụ như một cái người đó hiểu hoàn cảnh của nhau, đúng, thì đi ăn cái đấy người là bạn gái. Một câu chuyện tình yêu có nước mắt anh ạ. Đúng rồi, có bạn cái gái sự chân người thành sẽ, người ta sẽ chủ động, người ta nói thôi được đó. Rồi mình ăn ấy trả đi. Đúng rồi, rồi phải tự trả đi. Rồi phải tự trả đi. Vậy ngày trước là hai bạn là đi ăn với bạn gái là chia đôi tiền. Chia đôi, phải chia đôi. Chia đôi thôi. Tiền chết có mang theo được đâu. Bữa tôi đang bún điêu mà sao tôi quen Quỳnh Quỳnh, tôi đang bún điêu bà bún điêu lại nói anh ơi hai tô của anh 30 ngàn. Tôi nói không không. Thôi em bán bún đậu nha. Hôm bữa em gặp một cặp đôi ăn hết hơn 1 triệu bún đậu đó, cặp bạn trai và bạn nữ chia đôi số tiền em miễn phí luôn. Em miễn phí luôn. Hay lắm, ngưỡng mộ luôn mà. Ngưỡng mộ tình cảm ta. Bây đôi. Giờ làm gì có cái chuyện đó. Càng hiếm mới là càng khó mới là càng hay. Một đôi tình cảm chia đôi số tiền. Trời ơi, khi thối lại cũng chia đôi tiền thối. Nó lãng mạn làm sao. Đúng không? Đây là nhục mặt đàn ông. Nghĩa sao để phụ nữ trả tiền được. Hôm bữa em gặp một cặp đôi ăn hết hơn 1 triệu bún đậu đó, cặp bạn trai và bạn nữ chia đôi số tiền em miễn phí luôn. Em miễn phí luôn. Một đôi tình cảm chia đôi số tiền. Trời ơi, khi thối lại cũng chia đôi tiền thối. Nó lãng mạn làm sao. Sau cái hôm đó là em đang buồn ngủ thôi, chứ mà cái lúc em tỉnh em phát hiện ra là chia đôi số tiền, em bắt vào em phạt gấp đôi tiền bill luôn á. Em chỉ thẳng mặt thằng con trai, lần sau đừng có tới quán ăn nữa, lần sau đừng có tới quán ăn nữa. Ra đàn ông chia tiền với phụ nữ. Đúng rồi. Đúng. Giống như là Lâm này, Lâm dắt Quỳnh Quỳnh đi ăn, lúc Lâm mới quen anh ngồi bàn kế bên, anh thấy bà bún điêu nói là 30 ngàn, bây giờ tính sao? Lâm kêu không được chia đôi. Để anh cả. Sao tôi quen Quỳnh Quỳnh, tôi đang bún điêu, bà bún điêu lại nói anh ơi hai tô của anh 30 ngàn. Tôi nói không chia đôi, chia đôi, đôi phải chia đôi. Lâm kêu không được chia đôi. Để một mình Lâm trả. Đàn ông bước vào một quán ăn thà nhịn ăn nhìn người phụ nữ ăn, chứ đừng bao giờ chia đôi số tiền đó. Đúng rồi, nhục lắm. Không,
tôi thì tôi thấy như vậy. Giờ nam nữ bình đẳng rồi, đúng không? Ai cũng có tay có chân mà, công bằng hết đó. Đúng, đàn ông đi làm kiếm tiền cũng cực khổ thì mình cũng đi làm kiếm tiền được mà. Đúng, đúng. Tại sao phải đè trách nhiệm về kinh tế lên người đàn ông vậy? Đúng, đúng rồi, đúng có phải bị liệt đúng đâu rồi. Mà không làm được. Đúng, mình tiền mình chết thì không mang thêm được đâu. Tại sao người đàn ông phải luôn trả tiền cho người phụ nữ lúc yêu? Bởi vì sau khi cưới về không bao giờ được cầm tiền nữa. Thì lúc đó thì lúc có lúc thể hiện chứ. Bây giờ cũng chia đôi rồi cưới về đâu có tiền được cuộc đời. Một thằng đàn ông đẻ ra chứ giờ được cầm đồng tiền tiêu nhục lắm. Không thể chấp nhận điều đấy được. Tôi thì không có đồng ý về cái suy nghĩ này. Tại vì thật sự mà nói là đàn ông có lòng tự trọng. Ủa đàn bà cũng có lòng tự trọng mà. Đúng, tụi tôi đâu phải là một người ăn bám đâu. Với lại vậy nè, các bạn đừng có nghĩ là ủa các bạn trả tiền cho chúng tôi là chúng tôi sẽ gặp, không có nha. Chúng tôi thích cái gì của người đó thì chúng tôi gặp. Thì chúng tôi muốn ăn gì thì chúng tôi sẽ tự trả tiền cho, chúng tôi cũng không có hòng là bên kia phải bao cho mình cái gì đó. Chúng tôi không thèm tại vì chúng tôi có tiền. Em không thích đàn ông trả tiền cho em. Đúng sao, sao? Sau khi chia tay, đàn ông nói cái áo đó nhỏ đó mặc tôi mua cho nó đó. Cái quần đó tôi áo mặc mua cho nó đó. Lái đôi qua. Không được, không được, không được. Làm vậy là không được. Em thích cao đó, em tự mua. Được. Em thích ăn, em tự mua măng. Đúng không? Quá là ngang sức ngang tài. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề tiếp theo. Phụ nữ không biết nấu ăn là không yêu chồng. Ai chống ai bên. Sai. 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 Cái chuyện yêu chồng với lại không biết nấu ăn là hai chuyện khác nhau. Rồi, em đọc cái câu hỏi em còn tức luôn á. Bởi vì nó quá sai luôn. Chị Harry Won từ một người không biết nấu ăn bây giờ đã biết cặm cụi vào đấy. Cặm cụi. Khét mà nó đen luôn, nó thúi luôn á, nó khét luôn á. Mà nó không chịu cháy. Anh cũng không hy vọng đây là lần rồi. Cứ hy vọng đây là lần cuối luôn. Chị biết vào bếp, chị nấu được cái gì chị nấu đúng không? Tô được mì. Bây giờ hồi xưa không, không biết nấu mì. Em chiên món há cảo nữa. Thì anh biết mà, anh biết sao không? Anh coi lại đi, anh coi lại cái clip đó nha. Lúc đầu là rõ ràng là em có sai về cái nấu, em chiên cái mandu đó em sai bét luôn. Nhưng mà sau đó em rút kinh nghiệm là em nấu mì và bỏ vô cái mandu đó, xong rồi em nấu cho chồng em ngam ăn. Đó là sau cái đó. Tại vì em cảm thấy hey, mình là người phụ nữ, mình yêu chồng muốn chết. Đúng. Mình muốn cho cái gì đó cho chồng mình nó ăn cái là tự nhiên có cái gì đó nó tăng động. Cái gì đó nó tăng động. Để cho có cái sức đi làm việc hoàn hảo, hiểu không? Thì em mới suy nghĩ ra là năng đầu rất là suy nghĩ ra, xong rồi mới nấu mì cho chồng em ăn. Trời ơi, ai về chồng em trời ơi, thích, ai cũng khen hết trơn luôn. Và bây giờ em cảm thấy cái tình yêu của em dành cho anh ấy nó còn gì đó tràn đầy hơn. Và trong mắt anh Thành thì không ai nấu mì ngon bằng chị Harry. Đó. Mia em nói gì đi Mia? Dạ có biết nấu ăn không? Dạ em hả chị? Tất nhiên là em biết rồi chị. Cái câu nó sợ quá vậy. Cái câu sợ quá. Em biết nấu ăn không Mia? Biết chứ anh. Biết chứ. Em nấu ăn rất là ngon. Và mỗi khi chồng em đi làm về, xong tự nhiên em bày một bàn đồ ăn ra, chồng em yêu em nhiều hơn. Tại vì sao? Em yêu ảnh em mới làm được chuyện đó, đúng không? Vô bếp mình cực khổ đổ mồ hôi, trôi nền hết trơn luôn. Đó, mà mình nấu ăn cho ảnh ăn chứng tỏ mình yêu ảnh chứ lại gì. Cái gì, cái tiếng gì đây? Trời ơi. Sao mình chưa kịp vậy? Mình chưa kịp bên kia không phải tại vì ổng thấy được cái sự giả dối của chị em tụi mình. Dần mạch đúng không? Âm thanh khó chịu. Ủa thời đại nào rồi mọi người? Ủa mấy cái app mà về giao thức ăn nhiều quá mà đúng không? Dạ đúng cần rồi. Cần thì mình gọi về cho chồng ăn thôi chứ mắc gì phải nấu. Mà nhanh chúng nữa. Chúng tôi đã đi làm quá bận bịu, không có thời gian lo cho bản thân mình. Bây giờ phải bắt chúng tôi nấu ăn nữa là mới xác định là yêu chồng hay sao, đúng không? Mình yêu chồng mình có nhiều cách yêu lắm, đâu phải là nấu ăn mới là yêu đâu, đúng không chị Vi? Đúng rồi đó. Ví dụ như nha, là hồi xưa chị đã từng nấu cho chồng chị ăn thì chồng chị ghét chị thêm nữa. Trời ơi, bây giờ ghét mình thì wow, bây giờ có nghĩa là càng càng nấu ăn thì càng ghét mình. Ủa chứ mình không làm luôn. Mình không nấu ăn nhưng mà mình có thể một cái chọn khác là mình nấu cái khác là nấu chồng mình.
Thật sự ra những cái gia đình á mà hạnh phúc á thường là người phụ nữ sẽ biết nấu ăn. Đúng vậy. Thường nha, thường nha, thường là người phụ nữ mới biết nấu ăn. Không cần nấu ăn ngon mà chỉ biết là nấu ăn thôi được rồi. Bởi vì cái bữa cơm gia đình á, thề gia nội trợ đúng mà. Đúng rồi, nó rất là hạnh phúc. Người chồng vợ cũng được, vợ cũng được, mặn chát cũng được, chua lè cũng được. Anh chồng vô phụ đúng không? Hai vợ chồng làm bếp chung là cái cảnh xuất sắc nhất. Không có cái gì mà nó thể hiện được cái tình cảm. Cái cảnh xuất sắc nhất là cái cảnh ở trong bếp. Đúng. Hai vợ chồng ở trong bếp. Cái đó chỉ ở trên phim thôi mọi người ơi. Đầu bù tóc rối như bà điên vậy đó. Trong bài bữa đó con này xấu quá, ra đường yêu con khác. Thấy không? Trời ơi, sơ sát trong phim. Đây là chỉ là biết nấu ăn chứ. Chứ người đàn ông chưa bao giờ cần người phụ nữ phải suốt ngày nấu ăn. Lâu lâu nấu một món thôi. Khoa đã từng tình cảm. Khoa đã từng khóc ở căn bếp 15 mét vuông. Không, thật sự hôm đó em bị bệnh, em rất là mệt mỏi và thật sự là mình muốn ra ngoài ăn nhưng mà bởi vì rất là đói. Em nói người yêu em là trời ơi em đi đâu mà sao bây giờ không, anh không có gì ăn hết. Thì người yêu em nói là trời ơi, em bận quá em không nấu được. Thì trong đó người yêu bất ngờ mà em mới đi tới gian bếp, thấy cái bếp ga đó, em bỏ cái nồi ra, trong đó có 4 quả trứng luộc, là người yêu em luộc cho em 4 trái trứng. Bất ngờ đó, nhìn 4 trái trứng luộc đó, trời ơi nó cảm động, nước mắt nó tuôn rơi, cầm trái trứng luộc bóc từng miếng vỏ, bóc từng miếng vỏ chấm vào trong cái muối tiêu chanh. Muối tiêu chanh cắn một cái phát hiện là người yêu em quên bật bếp ga chưa luộc. Phát hiện là người yêu em quên bật bếp ga chưa luộc. Nhưng chưa bao giờ ăn một cái trái trứng sống mà nó chín tình chín nghĩa như vậy. Đó, em thấy không? Cái người phụ nữ trong nhà nấu ăn quan trọng lắm. Đúng ạ. Ủa? Dở cũng được, khét cũng được, khê cũng được. Quan trọng. Đối với em nha, em không nấu ăn là em thương chồng em đó. Tại em đâu biết nấu ăn đâu. Ủa, biết nấu ăn không? Tất nhiên là em biết rồi chị. Em biết nấu ăn không nha? Biết chứ anh. Wow. Biết chứ, em nấu ăn rất là ngon. Em không nấu ăn là em thương chồng em đó. Tại em đâu biết nấu ăn đâu. Nấu là ngộ độc thực phẩm luôn á. Bây giờ những người phụ nữ biết nấu ăn mà không nói những người phụ nữ không biết nấu ăn thì sao? Đúng rồi. Bây giờ những cái bữa ăn đối với các ông chồng đó là một cực hình. Đó. Mình bắt người ta ăn mình càng làm xa cách tình cảm vợ chồng hơn. Em có nhớ cái clip mà chị Chim ăn đu không? Trời ơi em nhìn em thua tôi luôn. Trời ơi, trời ơi. Em biết không, ông vừa ăn ông vừa chửi thui đầu của chị. Trời ơi, vừa ăn nhai nhai mà chửi thui đầu mà chị quá không lắm. Mà chị em chúng ta ngày xưa mình ở với cha với mẹ, mình cũng yêu thương cha mẹ mình vô bờ bến, mà mình có nấu được bữa cơm nào cho cha mẹ mình đâu, đúng không? Đúng rồi. Tại sao bây giờ mình về mình không nấu cơm cho chồng ăn lại bị nói là không yêu chồng? Ủa, chẳng lẽ mình không yêu thương ba mẹ mình sao? Đúng. Ui, xúc phạm ngu vậy.